Chào các con, cô Hồng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học tiếp theo ở trang số 8. Ở bài này cô sẽ hướng dẫn cho các con bài Oh, Susanna. Và chúng ta cũng như thường lệ chúng ta sẽ đọc nốt nhạc trước nhé. Khóa son, đối với bài này thì các con sẽ có một nốt nhạc mới xuất hiện. Đó là nốt C và ký hiệu là chữ B. Và nốt tay trái của chúng ta thì xuất hiện một nốt nhạc mới. Khóa pha, đây là nốt Rê, chữ D. Thì ở trên phần đóng khung này có 3 nốt nhạc mới được viết riêng ở khóa son và khóa pha là Si, Do, Re. Và ứng với đó khóa pha cũng là Si, Do, Re. Là các vị trí khác nhau được viết ở khóa son và khóa pha. Thế thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con phần đọc nốt đối với nốt nhạc khóa son nhé. Chúng ta sẽ lấy nhịp đều và nghỉ đúng số phách này. Rồi chúng ta đọc 1, 2, 3, lặng, lặng, lặng. Rê, mi, rê, si. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Rồi tiếp tục nghỉ đến đây. Và đoạn này. Rồi chỗ này sẽ có 4 nốt là rê, mi, rê, si. Đó, hết bài rồi. Còn đối với phần khóa pha, tay trái thì các con sẽ là các nốt nhạc như sau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Son la si rê. 1, 2, 1, 2. Son la si si la. Son la 2, 3. Son la si rê. 1, 2. Son la si si la la. Son 2, 3. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn xong cho các con phần nốt nhạc đối với khóa son và khóa pha trong bản nhạc này. Chúng ta lưu ý có 2 nốt nhạc mới. Đó là một nốt ở khóa son là nốt Si và một nốt ở khóa pha là nốt Rê. Thì chúng ta cũng nhớ về vị trí được viết ở trên khung nhạc như thế nào. Mình sẽ ứng dụng nhiều hơn ở các bài sau. Bây giờ thì các con cùng quan sát cô chơi trên đàn nhé. Đối với bài Oh, Susanna thì các con sẽ học thêm 2 nốt. Đối với khóa son ấy, mà nốt đô trung tâm là nốt này, thì nốt Si là nốt các con lùi xuống một nốt. Đây là nốt Si. Và thường thì chúng ta sẽ dùng bằng ngón 1 nhé. Thế còn tay trái của các con thì nếu như mà chúng ta đã xác định được đô trung tâm là đây rồi ấy, thì nốt Rê là nốt cao hơn nốt đô trung tâm là nốt này. Đấy. Bây giờ để chi tiết hơn thì cô sẽ hướng dẫn cho các con từng tay. Cô sẽ chơi khóa son trước này. Nhịp 44. 1, 2, 3, lặng. 1, 2. Rê, mi, rê, si. Lặng, lặng. Sau đó nghỉ rất dài. Và tiếp theo của tay phải là Si. Như vậy là 2 cái mô típ này giống hệt nhau, đều là Rê, Mí, Rê, Si, lặp lại thôi nhé. Đó là phần tay phải, không có gì khó khăn. Đến phần khóa pha thì chúng ta sẽ đặt tay trái, dịch chuyển nút son bằng ngón số 5 để chúng ta có số ngón tay Rê ngón 1 nhé các con. Bây giờ cô Vân sẽ bắt đầu lấy nhịp và chơi. 1, 2, 3, Son, La, Si, Rê. 1, 2, 1, 2. Son, la, si, si, la. Son, la, 2, 3. Son, la, si, rê. 1, 2, 1, 2. Son, la, si, si, la, la. Son, 2, 3. Rồi tiếp theo thì cô sẽ chơi bài này, một bài hoàn chỉnh từ đầu đến cuối với 2 tay nhé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. mình chơi với nhạc beat thì nốt son cuối cùng 2, 3 son la si mình sẽ vào luôn nhé. Tiếp theo cô sẽ chơi cùng với lại nhạc của tốc độ chậm và tốc độ nhanh. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Sau đây là tốc độ nhanh. Susanna. Ở bài này có 2 vị trí nốt mới, một nốt ở khóa son và một nốt ở khóa fa. Thì trước tiên là các con nắm vững cho cô về mặt lý thuyết về vị trí nốt nhạc được viết ở trên khóa son như thế nào này, khóa fa như thế nào. Sau đó là chúng ta phải nhớ được vị trí ở trên phím đàn, nốt nào là nốt si và nốt nào là nốt rê vừa mới học. Và cuối cùng là chúng ta sẽ luyện tập bài này cho thành thạo. Chúc các con luyện tập bài này thành công nhé. Hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo. Chào các con.